Từ hôm nay, tất cả các cảng hàng không trên cả nước sẽ triển khai tài khoản định danh điện tử mức độ 2 với hành khách đi chuyến bay nội địa. Thay vì sử dụng các giấy tờ thông thường thì hành khách có thể trình thông tin cá nhân qua tài khoản VNeID trên điện thoại. Với hành khách Việt Nam, ứng dụng này thay thế căn cước công dân. Với khách người nước ngoài, ứng dụng thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế khác. Việc sử dụng tài khoản VNeID thay giấy tờ cá nhân chỉ áp dụng cho chuyến bay nội địa ở tất cả các khâu, làm thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh soi chiếu, lên máy bay. Ngoài ra, hành khách vẫn có thể dùng các loại giấy tờ tùy thân như chứng minh thư, căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ nhà báo, giấy xác nhận nhân thân để làm thủ tục bay. Cục Hàng không yêu cầu các đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị khai thác sân bay, các hãng hàng không đưa vào chương trình quy chế an ninh hàng không và các tài liệu khai thác liên quan về sử dụng tài khoản VNeID trong cung cấp dịch vụ hàng không.